Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Xem Ngày Tốt trên kênh Phong Thủy Tự Khanh. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái ngày tốt bốc bát hương trong cái tháng 1 âm lịch năm 2022 năm Nhâm Dần. Thì nhiều người bảo rằng cái tháng 1 đấy, bát hương thì bốc hết vào tháng 12 rồi, thì tháng 1 làm gì phải bốc lại bát hương nữa, đúng không? Cái video này tôi chia sẻ là gì? Để dành cho những người mà bốc bát hương vào những cái ngày như là ngày khai trương, nhập trạch hoặc là gì, bốc bát hương bát thờ thần tài, thần linh. Đấy. Thì trong tháng 1 thì cũng có rất nhiều người nhập trạch, rất nhiều người mà cưới hỏi hoặc là rất nhiều người mà phải làm những cái việc mở cửa hàng, cửa hiệu, khai trương, vân vân. Thật ra là trong tháng 1 thì cũng rất nhiều người sẽ cần phải là bốc lễ bát hương để cho việc thờ tự nó được đúng và đầy đủ. Thì trong cái video này ấy, cái ngày bốc bát hương mà dựa vào đâu để chúng ta chọn, đúng không? Đây, chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là Ngọc Hạp Thông Thư, cái quyển thông thư này. Nó chỉ có mấy chục nghìn thôi, 42.000 thôi. Thì quý vị mua quyển này về nếu mà muốn tìm hiểu. Còn trong đây thì cái bốc bát hương là việc thờ cúng. Thì trong cửa Ngọc Hạp Thông Thư, trong thông thư có nói rằng: ông Hứa Chân Quân thấy người đời tắc phúc, thi nguyện bái biểu thượng trương làm chay. Có người được phúc, có kẻ mang họa. Có nhà lễ cầu đảo lại sinh ra họa, phá tận con cháu. Như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân sát trong bản án thiên tào thì thấy chỉ những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến cho tổ tiên, không biết chọn ngày trong vòng 60 hoa giáp, trong các vì sao ở tại địa phủ hoặc nhân gian, dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa. Vì thế ngài Hứa Chân Quân mới chép ra dành làm quyển Ngọc Hạp để cho những vị quốc sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi người khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, tránh được những cái chuyện thiên ách, địa ách, quỷ thần, quỷ cách trong vòng 60 hoa giáp. Đấy, khi mà biết được ấy, thì tự nhiên sẽ được nhiều cái điều, những điều khác. Đấy, thì đây là trong quyển Ngọc Hạp Thông Thư, thì quý vị có thể tham khảo quyển này nhé. Đấy, bắt đầu là gì? Người ta tính từ ngày Giáp Tý này. Sau khi giới thiệu xong nữa, tính từ ngày Giáp Tý, Bính Dần, Đinh Mão, v.v. Thì các ngày gì làm việc tế lễ, cầu phúc, bốc bát hương, tế tự có được lợi không? Đấy. Thì nó chỉ trong tròn vỏn vẹn trong 60 hoa giáp, nhưng với mỗi tháng ấy, khi mà chọn ngày thì chúng ta lại phải kiêng kỵ ra những cái điều xấu trước. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 1. Như chúng ta đã biết là cái việc bốc bát hương ấy là một cái việc vô cùng hệ trọng, nó không chỉ liên quan đến việc thích là bốc, mà là nó liên quan đến cái tín ngưỡng, cái tâm linh. Và cái bát hương cũng là nơi mình cầu nguyện, nơi mình bày tỏ những cái tâm nguyện của mình, đúng không? Bày tỏ cái tâm nguyện của mình với đất trời, với thần linh, để cảm thấy mình nhỏ bé, mình có chí hướng mà vươn lên. Để cho bát hương được linh ứng thì khi bốc bát hương thì người ta sẽ dùng một cái thất bảo. Thất bảo nó gồm 7 bảo vật của nhân gian. Nó gồm 7 bảo vật của nhân gian, 7 bảo vật mà cúng dường cho Đức Phật Thích Ca khi ngài giáng thế. Thật ra là quý vị nên sử dụng thất bảo có trong bát hương để cho việc gì bốc bát hương nó đúng. Khi có thất bảo thì bát hương mới lưu giữ được cái linh khí, lưu giữ được cái lời nguyện cầu của gia chủ, và từ đó mới trở nên ứng nghiệm và linh thiêng, giúp cho việc thờ cúng nó có ý nghĩa hơn và đúng hơn. Chúng ta bắt đầu vào cái việc bốc bát hương. Ngày tốt bốc bát hương, đúng không? Chúng ta có các ngày tốt để bốc bát hương. Thì đầu tiên chúng ta vẫn phải loại bỏ những ngày xấu, những ngày tụ tử này. Ngày sát chủ này chúng ta không làm. Ngày nguyệt phá chúng ta không làm. Ngày tụ tử, sát chủ và nguyệt phá. Thì tháng riêng là tháng Dần, đúng không? Ngày Bính Tuất thì là ngày tụ tử, tất cả những ngày tốt là ngày tụ tử. Thì ngày Bính Tuất trong tháng Giêng có ngày là ngày mùng 2 là Bính Tuất và ngày 26 là Canh Tuất. Ngày 14 là ngày Mậu Tuất, đó là ba ngày tụ tử. Và ngày sát chủ ấy thì có ngày gì? Ngày Tỵ là ngày sát chủ. Ta có ngày mùng 9 là ngày Quý Tỵ là ngày sát chủ này. Ngày 21 là ngày Ất Tỵ cũng là ngày sát chủ ta bỏ này. Và vì là tháng Giêng là tháng Dần chúng ta xung với Thân, đúng không ạ? Những ngày mà ngày tên là ngày Thân thì sẽ bị phạm vào ngày nguyệt phá. Ngày Thân là chúng ta có những ngày như sau này. Có ngày 12 là ngày Bính Thân, 12 lịch là ngày Bính Thân, và ngày 24 là ngày Mậu Thân. Đó, đó là những ngày chúng ta cần phải tránh. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc tìm bốc, việc bốc bát hương nhé. Đầu tiên chúng ta xét là ngày mùng 1 tháng Giêng, tức là ngày mùng 1 Tết ấy. Nó có sao chủy, có trực của nó là trực nguy. Khi này thì chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ
đâm ra hàng cái ngày này ấy, làm lễ bái cúng bế bốc bát hương rất tốt. Còn ngày mùng 2 ấy, là một ngày Bính Tuất, nó cũng là ngày tốt để bốc bát hương nhưng mà nó lại rơi vào tụ tử nên chúng ta sẽ không làm. Đây là ngày tốt đầu tiên này. Ngày tốt thứ hai là ngày tốt thứ hai là ngày Đinh Hợi. Ngày Đinh Hợi thì có sao Tỉnh và trực nó là trực Thu. Thì cái ngày Đinh Hợi này này, ngày Đinh Hợi, ngày Mậu Tý, ngày Kỷ Sửu. Thì ngày Đinh Hợi nhé, ngày mùng 3 tháng Giêng là ngày Đinh Hợi. Thì chư thần tại thiên rồi xuống nhân gian địa phủ, nếu người nào làm người nào cầu phúc tế tự hoàn nguyên thượng biểu chiêu tài thì được công đức vô lượng. Đây là theo Ngọc Hoàng Công Thư. Đấy. Như vậy là ngày tốt thứ hai sẽ là ngày Đinh Hợi. Tiếp tục đến ngày Mậu Tý và ngày Kỷ Sửu, thì trong ngày Mậu Tý và ngày Kỷ Sửu ấy thì chư thần tại địa nhân gian địa phủ nếu làm lễ tế lễ An Liễu Nguyệt thì là ngày rất tốt. Tốt đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn tiếp tục. Tiếp tục là ngày ngày số 3, số 4 là ngày Mậu Tý và Kỷ Sửu. 3 này. 4, Mậu Tý và Kỷ Sửu. Ngày thứ 5 là ngày gì? Tân Mão. Ngày Tân Mão thì là có sao Trương và trực của nó là trực trừ. Ngày này thì chỉ là ngày bình thường thôi. Ngày bình thường tức là ngày này bốc bát hương thì được. Bốc như không 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 được đại cát đại lợi như các ngày trên. Tiếp theo là gì? Ngày mùng 10, mùng 10 là ngày Giáp Ngọ đấy, ngày mùng 10 là ngày một ngày cho những ngày khai trương cực kỳ tốt trong tháng Giêng âm lịch. Đây, ngày mùng 10 tháng Giêng này, tức là ngày mùng 10 Tết. Đấy. Nó cũng là ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch. Thì lúc này chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu người nào thượng biểu tiến lễ làm lễ tạ thổ công thổ địa thì được gì? Được phúc gấp 5 gấp 10 lần. Đấy. Thì những ngày này mà quý vị mà làm cái lễ mà bốc bát hương hoặc là mở cửa khai trương cửa hàng cửa hiệu thì rất là tốt. Rất là tốt trong cái ngày này. Đấy, thì chúng ta có ngày tốt thứ năm là ngày mùng 10 là ngày Giáp Ngọ. Ngày 11 là ngày Ất Mùi thì là chư thần tại thiên nếu làm lễ thì được tạm tốt, thì được cái ngày 11 thì cũng chỉ là ngày bình thường thôi nhé. Đây có hai ngày bình thường. Tiếp đến ta xét ngày Bính Thân ấy, thì nó cũng là ngày tốt. Bính Thân thì là rơi vào ngày Nguyệt Phá và ngày Mậu Tuất thì rơi vào ngày Tụ Tử. Nên chúng ta bỏ qua. Còn ngày 13 ngày Đinh Dậu. Ngày Đinh Dậu thì cũng là một ngày tốt. Ngày Đinh Dậu là ngày tốt nhá. Lúc này thì chư thần tại thiên hầu của Hoàng Thượng Đế làm sổ sách sinh tử ghi thiện ác của nhân gian địa phủ, nếu ai làm tế lễ cầu phúc đấy, tế tạ thượng biểu dương chiêu hồn thì rất tốt đó. Đây, ngày này tế lễ thì cũng rất tốt, bốc bát hương được. Đúng, quý vị chọn ngày này cũng ok. Tiếp theo là gì? Ta xét ngày 18 là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần và ngày Quý Mão, ngày 18 và 19. Đấy, thì chư thần hội họp để ký sớ ai làm lễ cầu phúc thì rất tốt, cầu phúc cầu tài trong ngày này thì cũng được. Ngày Nhâm Dần Quý Mão. Nhâm Dần Quý Mão rất là tốt. Đó. Tiếp theo là ngày gì? Ngày Giáp Thìn. Giáp Thìn thì chư thần thì tại cung trời làm lễ tế lễ thì cũng rất tốt trong ngày này. Đấy, thì quý vị cũng có thể là chọn những cái ngày này. Bây giờ chúng ta có 6 này, 7 này, 8 này, 9 ngày tốt. Còn ngày Ất Tỵ thì cũng là một ngày tốt nhưng mà nó lại bị phạm vào sát chủ, chúng ta không dùng. Ngày Bính Ngọ không được. Tiếp đến là ngày Đinh Mùi. Ngày Đinh Mùi là ngày 23 tháng Giêng ấy. Đúng không? Thì chư thần tại địa phủ nếu ai cầu phúc đúng không? Cầu phúc lễ bái biểu trương, biểu nguyệt thì cũng rất là tốt. Thì ngày này là ngày tốt thứ 10. Tiếp theo là gì? Là ngày 25. 25 tháng Giêng ấy, là ngày Kỷ Dậu. Ngày Kỷ Dậu thì trên thượng giới có lệnh đại ân xá, nếu làm lễ bái tế tự tiến điền là rất là tốt. Lễ bái tế tự thì quý vị chọn ngày này bốc bát hương mở hàng khai trương hoặc là nhập trạch thì cũng rất là ok. Đó. Đó là 11 ngày tốt. 11 ngày đại cát và chúng ta có hai ngày bình thường, có hai ngày bình thường để bốc bát hương. Tức là trong tháng này nó sẽ có tầm 13 ngày tốt. Đúng không? 13 ngày bốc bát hương. Rất nhiều ngày có thể làm được. Đó, quý vị nếu mà chọn được những ngày này thì
sẽ được tấn hợi tài, sẽ rất là tốt, rất là đại cát. Đó, đó là toàn bộ nội dung về cái ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 1, trong tháng giêng âm lịch mà tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu mà trong quá trình bốc bát hương mà quý vị cần tư vấn gì thêm về cái việc bốc bát hương, việc thờ cúng, từ việc thờ cúng gia tiên, thần tài, thổ địa hay là việc thờ cúng bốc bát hương, thờ cúng nói chung thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ chương trình để chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.